Đây là cảnh đám giỗ ở miền quê mình đây mọi người ơi. Cô chú anh chị đang ngửi tay ăn chân. Công việc cô chính thì đang xếp bánh mì ra dĩa. Chị này đang sắc ghen. Vô đâu? Rồi giờ ra ngoài sân xem nha. Ô bên đây còn đây là dì Tư của mình nấu sọc đang trộn bò. Dày quá ăn sắm xì à. Sắp thịt heo. Giờ đi ra ngoài đây xem nha mọi người. Mọi người có ai làm gì không? Có. Cái cô đang làm. Cái gì? Nè, mày bán ai? Cái bỏ hả? Bỏ thôi nè. Sắc chuối. Cốt. Bắt bàn trước kìa. Ồ, đông dữ vậy. Thôi vậy hai làm gì đó. Trời ơi, thôi vậy hơn chút thôi con. Cái đó mỏng á. Thôi vậy hơn chút. Ai làm gì là cho không đó. Đưa mỏng thôi. Cô chính nó sắc mì thì ngồi cứ bóp cho anh mày vậy về. Trời. Thôi cho gao đem về. Trời ơi, dưới khóm mình thấy thèm không? Lá mày lắm nét đồ mày là cắt bánh ra cho mẹ mày ăn đấy. Con dụng lắm này nè. Đúng rồi, đừng dày quá. Mẹ ơi, lấy dĩa mẹ dụng tao lên. Lấy làm gì? Dĩa đơm này à. Dày quá là ăn sắm xì à. Hả? Để lẻ ra nè. Bây giờ về nó ngủ. Ủa này gà hả? Gà chứ mà giật. Cực khổ quá. Mẹ có ăn được cầm nữa. Nhỏ này không dịch đó, đây gà rồi quá trời luôn. Còn nhữ nhỏ đâu. Cái này con đâm vòng xong rồi đấy.
gieo vô. Ôi gieo. Dễ gì ăn nó dướng cổ à. Dướng cổ. Rồi những người đàn ông đang xếp bàn. Cái này trụng hồi xào với tôm cũng ngọt ha. Ngoại ngoại đem bánh bò vô. Bánh bò bông thôi nhiều lắm ha. Mới uống được có một phần à. Đây đây đây. Mẹ đây. Nó chạy xuống rồi kìa. Thơm nó chạy xuống rồi kìa. Thôi bốc đại đi. Quay nữa rảnh thôi. Tái sắp vô cái gì. Quay chị nhiều nhiều vô. Tái sắp vô dĩa thủy tinh kia kìa. Cái này để tao múc la gu. Đây này phải không nha. Trời ơi mình giúp giúp rồi giúp con cái hộp sách này đi. Để ra trước ra, còn để ra trước rồi sao để ra. Đúng rồi, để ra trước ơi. Mày đi thành phố thì mày ở thêm nữa. Mày cũng như mình đi cho biết chứ mình đâu có ở đâu mà đi tới thành phố. Tới thành phố thì mày bước xe đi. Giáp ganh rồi nhưng mà chị đi qua một huyện luôn. Đi qua mấy cái chợ huyện với mấy cái công viên của huyện á. Huyện của Hà Nam gì đó. Chứ cái tỉnh Vân Nam thì đi không có tới nha. Trời ơi, cho mình quen thêm nữa nên coi ai. Ở bên đó mình không có thấy cộng dây điện nữa, nó điện tắt không à. Không có dây điện chằng chịt trên đầu như mình. Dầu hả em điện rồi. Ở bên chị che đồ nó cho hút tự gió này. Kìa. Nó có quá đi đâu, dở này.
Sáng giờ đi đâu hả? Vậy lao rồi, tao mới lao rồi. Sao ăn không có gì hay là ăn với mày? Không mà quay trực tiếp nha. Để món gì ra để. Đây coi. Đây bò tái nghe. Heo quay đi mọi người. Ngán lắm. Còn cái gì mà đẹp quá vậy nè. Cái món gì nè, cái này món gì? Món này là món gà xé phai. Gà xé. Hai bà quay trực tiếp thì gửi về Tây Ninh luôn ha. Alo, bà ca hay quá trời nha. Hay quá. Chào em có fan. Siêu gì ca xe, siêu ca hả? Ừ, siêu ca. Hay quá. Này sắp có xuân nè. Này em mẫu cái gì mà để luôn nha. Này em chào con của chú. Này cũng con chú luôn. Bà quay cho đưa lên mạng luôn ha. Alo, dòng hỏi nha, dòng hỏi nha. Dòng hỏi quá trời luôn. Quay cái món đó chưa? Vậy tới nến kìa. Vậy tới nến. Em dâu đâu? Nè bạn dâu. Dễ thương lắm. Đưa gì tới nên hết. Đưa ra nước ngoài luôn. Món này món bún muối ngọt nha mọi người. Đó, gạo này để cho. Dạ. Đường đó, tao quay mày quay luôn. Đường thịt vô hết trơn rồi, quay nó đẹp. Đường mấy cô mấy bác này đi qua Mỹ hết. Gửi qua Mỹ. Em
chào ngó ai chị quay phim em quay chào em nhé. Ồ, nhìn cái con hấp dẫn quá ha. Xanh xanh nó đỏ ha, trắng trắng ha. Quá hấp dẫn ha. Ôi, cái món này là món gì đây? Phở. Phở bò. Bây giờ con biết cái hồ này rồi. 9:30 ạ. Dạ. Nước mắm đi. Ý là nó chấm nước mắm á. Rồi chị đánh, chị lụm cho chị em tám dĩa bò đi đâu. Bây giờ chặt tám dĩa ha. Chị đánh lại đây luôn rồi, chị đánh. Này đơn mua quán theo. Hả? Qua đây chị đánh lên. Quay cái màu ấy hèn ha, cái trên. Quay cái thèm luôn vậy á. Ừ, để rồi đây đi. Mười cái thôi. Mười cái đi cho đủ mười. Ghế này được rồi. Ghế này nhiều lắm chứ bộ nó thịt nó mảy nhất rồi đó. Ừ. Dầu yếm có cái dầu bên này được không? Cái dầu yếm nó còn bự, kiếm dầu bự bự cho chị cho thay. Đúng không? Kiếm dầu bự lên đó. Thank you.
thiếu là cũng lâu lâu với đầu. Để thôi mới để chà đi, nó để nguội nó không có dao nữa. Con cái dao này là bự nhất. Tắm dĩa đi, tiếng đi. Dạ nghe con. Con cha 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 lên dưới nước một. Có bị lên nè. Con bưng hết. Cái muỗng cây. Mở con bà giữ này vậy. Ta dậy nhiều ăn nó là lạ. Lấy cái nghe muỗng cho đông cây. Nè mày. Em làm nãy giờ đi đâu chơi vậy? Nhỏ thằng nào ghé gì ơi, thằng tài ghé gì ơi, tài chỉ nói ghé vậy ta, nó đi ngoài rồi. Rồi, rồi mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào bạn video tiếp theo.